Ở trong câu 1C thì đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm cái hạng và một cơ sở của cái hệ vector cột của ma trận A. Như vậy thì để tìm cái hạng của hệ vector cột của ma trận A thì một cách đơn giản thì chúng ta sẽ đi biến đổi sơ cấp của ma trận A này. Thì chúng ta nhìn vào cái ma trận A thì chúng ta thấy là nó để muốn biến đổi sơ cấp ma trận A này thì nó chưa xuất hiện cái phần tử trừ 1 để dễ biến đổi trên này. Mà chúng ta thấy là đây nó chứa cái phần tử là 2, cho nên là chúng ta sẽ tiến hành là nhân dòng 2 với cả 1 rồi cộng vào dòng 1. Thì chúng ta sẽ thu được cái phần tử trừ 1 là cái phần tử đầu tiên ở trên này. Và khi đó thì ma trận này sẽ dễ dàng biến đổi các cái biến đổi sơ cấp tiếp theo. Thì lấy dòng 2 mà nhân với trừ 1 rồi cộng, đây chúng ta thu được phần tử trừ 1 này. Trừ 6 nhân với 1 rồi cộng với 5 thì bằng trừ 1. Trừ 3 nhân 1 rồi cộng với cả 1 thì bằng trừ 2. 5 nhân 1 rồi cộng với trừ 2 rồi thì nó sẽ là bằng 3. Thì chúng ta sẽ biến đổi sơ cấp tiếp. Thì, để chúng ta triệt tiêu được các phần tử ở các dòng dưới này nó về các phần tử bằng 0. Thì chúng ta phải nhân cái dòng thứ nhất với cả 2 rồi cộng dòng... Nhân dòng thứ nhất với cả 2 rồi cộng vào dòng thứ 2 này. Nhân dòng thứ nhất với cả trừ 4 rồi cộng với dòng thứ 3. Thì chúng ta triệt tiêu được 2 phần tử ở đây. Và thu được cái ma trận có 2 dòng 2 và dòng 3 nó tỷ lệ với nhau. Thì chúng ta làm tiếp tục là lấy dòng thứ 2 mà nhân với cả 1 rồi cộng với cả dòng thứ 3. Thì chúng ta thu được cái dòng thứ 3 nó toàn được các phần tử bằng 0. Như vậy là từ ma trận A mà chúng ta biến đổi sơ cấp về được một cái ma trận hình thang. Một cái ma trận hình thang mà nó có hai dòng khác không. Do đó thì chúng ta có thể kết luận là hạng của ma trận A bằng 2. Và hạng của ma trận A thì chính là bằng hạng của cái hệ vector cột của ma trận A. Hay nó chính khi đó thì hạng của hệ vector cột của ma trận A chính là bằng 2. Để chúng ta tìm được cái cơ sở của hệ vector cột này thì chúng ta phải tìm được cái định thức con cơ sở của cái ma trận A. Thì định thức con cơ sở là một cái định thức mà nó thỏa mãn cái yếu tố đến là cấp của định thức thì chính bằng hạng của ma trận A này. Và định thức đó phải khác không? Thì chúng ta nhận thấy ngay đấy là cái định thức D1212, tức là giao bởi dòng 1, dòng 2 và cột 1, cột 2 của ma trận A thì nó thu được trừ 5, trừ 3, 5, 2, trừ 6. Tính toán cái định thức này ra được bằng 8 khác không? Hay nói khác là D1212... thì nó chính là một cái định thức con mà định thức con cơ sở của ma trận A. Mà D1212 là định thức con cơ sở mà chúng ta muốn tìm cái cơ sở của hệ vector cột, nên chúng ta phải dựa vào cái chỉ số cột trong cái định thức con cơ sở này. Và khi đó thì cái cơ sở của hệ vector cột của ma trận A chính là nó chính là A cột 1 và A cột 2. Tiếp đó thì đề bài lại hỏi chúng ta tiếp, đấy là chúng ta phải đi tìm cái hệ nghiệm cơ bản của cái hệ viễn trình tuyến tính thuần nhất nhận A làm ma trận hệ số. Và chúng ta phải đi biến đổi sơ cấp ma trận A. Tuy nhiên thì cái biến đổi sơ cấp này chúng ta đã làm ở trong câu C rồi. Và từ biến đổi sơ cấp ở câu 1C này thì chúng ta sẽ đi khôi phục hệ viễn trình. Thì chúng ta sẽ thu được đấy là nó sẽ là bằng trừ đi x1 trừ x2 trừ đi 2x3 và cộng với 3x4 bằng 0. Ở đây sẽ là trừ 8x2 trừ đi 7x3 và cộng 11x4 bằng 0. Rồi chúng ta đưa cái biến các cái biến x3 x4 sang phía bên phải và gán alpha mà cho x3, gán beta cho x4 và với mẫu alpha beta thuộc R thì chúng ta thu được cái hệ ở đây. Với đây nó là alpha, đây nó là beta. Thì giải hệ này chúng ta thu được cái giá trị x1, x2 mà theo alpha và beta. Như vậy chúng ta kết luận là cái nghiệm tổng quát của cái hệ viễn trình này lúc này sẽ là x1 này. Nó bằng trừ 9/8 alpha cộng 13/8 beta. X2 nó là bằng trừ 7/8 alpha cộng 11/8 beta. X3 bằng alpha với X4 bằng beta. Và với mẫu alpha beta thuộc R.
Thì bằng cái việc chúng ta đi tìm cái hệ nghiệm cơ bản thì tiếp theo chúng ta đi tìm cái bằng cái việc chúng ta tìm được nghiệm tổng quát thì tiếp theo chúng ta đi tìm hệ nghiệm cơ bản. Chúng ta có biến đổi sơ cấp ở phần câu 1C thì chúng ta có hạng của mặt trận A bằng 2. Như vậy thì số nghiệm trong hệ nghiệm cơ bản nó chính là 4 trừ 2 bằng 2 nghiệm. Trong đó 4 thì chính là số ẩn x1, x2, x3, x4. Còn 2 chính là hạng của mặt trận A, mặt trận hệ số. Và 4 trừ 2 thì nó bằng 2, chính là cái số nghiệm trong hệ nghiệm cơ bản. Và chúng ta cho cái alpha bằng 1, beta bằng 0 thì chúng thay vào cái nghiệm tổng quát. Alpha 1, beta bằng 0 thì chúng ta thu được cái vector nghiệm P1 bằng trừ 9 phần 8, trừ 7 phần 8, 1 và 0. Còn tiếp theo chúng ta lại cho alpha bằng 0, beta 1 thay vào cái nghiệm tổng quát. Thì chúng ta thu được cái vector nghiệm P2 bằng 13 phần 8, 11 phần 8, 0 và 1. Mà do là chúng ta nhận thấy là hai vector P1, P2 có cái nó có các cái tọa độ nó không tỉ lệ với nhau, nên là hai vector này nó không tỉ lệ, và như vậy thì hai vector này nó sẽ độc lập tuyến tính. Và do là cái số nghiệm trong hệ nghiệm cơ bản nó là 2, mà trong này thì, trong cái hệ nghiệm nó tồn tại cái vector P1, P2 là cái hệ mà có hai vector độc lập tuyến tính, như vậy nó sẽ là một hệ nghiệm cơ bản của hệ vinh trình.